đau rất đâm. Nhưng mà kể hết mấy cái xe này là xe nào? Elevator. Xe dump truck. Xe dump truck. Kích hiệu rồi elevator. Bulldozer. Paver. Paver. Con thích xe nào nhất? Xe sport car. Sport car, con thích xe sport car. Nhưng mà con đâu có xe sport car. Hả? Còn xe đó là gì đó? Xe sport car. Nó xe bự đó. Xe dump truck. Xe bự kìa. Xe bự đó đó. Monster truck. Monster truck có không? Monster truck. Còn fire truck ở đâu? Nó bự. Cái đó là cái gì? Xe đó xe gì? Nè bự. Biết rồi, xe đó xe gì đó? Dump truck. Dump truck. Ok. Nè bự. Còn paver ở đâu? Paver ở đâu? Paver. Đúng rồi, cho anh thì coi. Nè bự. Bước rồi, đưa coi cái paver thử. Paver. Ok, còn excavator. Excavator. Wow. Ok, bỏ xuống bay cái đó. Còn cái này cái gì? Biết rồi. Cái gì là gì? Còn cái này. Bulldozer. Bulldozer. Con muốn chơi cái nào? Thích cái nào? Chơi sports car. Ok, hồi anh thì coi thử có tìm sports car cho. Nhưng mà cái này con thích chơi cái này là chơi cái gì đây? Elevator. Còn cái này? Bulldozer. Cái này nè. Paver. Paver. Rồi còn cái này. Kissier. Last one. Dump truck. Dump truck. Còn bên kia. Bên kia bên cái xe đó xe gì? Xe monster truck. Monster truck. Good boy. Xe nhỏ. Xe nhỏ nhỏ. Để xe. Con bỏ. Con line up một straight line. Straight line. Con bỏ đó. 1, 2, 3, 4, 5. Straight line. Đẹp. Bỏ đẹp. Bỏ ra nó đẹp, one straight line đi. Thẳng. Thẳng. That's good enough. Oh. Okay. Xếp vô đẹp lên. Rồi, con đếm 1 2 3 4 5 đủ không? Đủ không hay là mất một cái rồi? Đếm đi. Why?